Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, người Pha-ri-siêu hỏi Đức Giêsu: "Bao giờ triều đại Thiên Chúa đến?" Người trả lời: "Triều đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được, và người ta sẽ không nói ở đây này hay ở kia kìa, vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông." Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của con người thôi, mà cũng không thấy được. Người ta sẽ bảo anh em: người ở kia kìa, hay người ở đây này. Anh em đừng đi, đừng chạy theo, vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Nhưng trước đó, người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ." Kính thưa cộng đoàn, triều đại của Thiên Chúa và nước Thiên Chúa, người Do Thái hiểu sai. Họ mong triều đại Thiên Chúa và nước Thiên Chúa theo nghĩa trần thế. Những người Pha-ri-siêu hôm nay đặt vấn đề với Chúa Giêsu: "Lạy Thầy, bao giờ triều đại của Thiên Chúa đến?" Đất nước Do Thái bị đô hộ bởi Roma, và họ ước mong khôi phục triều đại của Thiên Chúa. Và chính Chúa Giêsu là một vị ngôn sứ, và họ hỏi Ngài: "Triều đại Thiên Chúa bao giờ đến?" Tâm thức này cũng đi theo các môn đệ. Các môn đệ của Chúa Giêsu đi với Chúa Giêsu, cũng hiểu tinh thần của Thầy, cùng sống với Thầy. Những suy nghĩ của họ cũng theo nghĩa trần thế. Ta thấy Gioan và Giacôbê xin cho người ngồi bên tả, người ngồi bên hữu. Tức là họ ước mong Chúa Giêsu đến trần gian và Ngài khôi phục Israel, và vương quyền của Ngài là trần thế, cho nên xin ngồi bên tả bên hữu, đấy là theo nghĩa quyền lực. Chúa Giêsu loan báo khởi đầu tin mừng: "Triều đại Thiên Chúa đã đến, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng." Triều đại Thiên Chúa đã khai mở bằng chính Chúa Giêsu. Triều đại nước Thiên Chúa đã đến với thế gian này ngang qua Chúa Giêsu, một con người từ trời xuống, một con người đã bước xuống trần gian và khai mở nước trời. Cho nên thưa anh chị em, những người tin đón nhận Chúa Giêsu là đón nhận nước Thiên Chúa. Những người tin bước vào trong hiệp thông với Chúa Giêsu là thông dự trong nước của Thiên Chúa. Vậy thì ngay chúng ta bây giờ, chúng ta cũng đã đón nhận được nước Thiên Chúa ngay tại thế này. Khi chúng ta sống với Chúa, khi chúng ta sống tinh thần tin mừng, khi chúng ta sống và gắn kết trong yêu thương với chính Ngài, ta cảm nếm được hạnh phúc, ta cảm nếm được nước của Thiên Chúa đang có mặt ở thế gian ngang qua mỗi thánh lễ. Mỗi thánh lễ Chúa dọn bữa tiệc, mỗi thánh lễ Chúa nuôi sống chúng ta bằng thịt và máu của Ngài. Chúa đang hiện diện bên cạnh chúng ta, chứ chúng ta không mong đến ngày sau. Ngày sau đấy là chúng ta hưởng vinh phúc với Chúa trong niềm vui, niềm hạnh phúc trên thiên đàng. Nhưng ngay chính bây giờ ta nếm hưởng triều đại của Thiên Chúa đã có mặt ở thế gian ngang qua chính Chúa Giêsu, và Ngài đang ở giữa chúng ta như lời Ngài tuyên bố: "Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." Xin cho mọi người chúng ta đừng nao núng trước mọi những biến cố, đừng lao xao với những thời cuộc, mà luôn luôn tin tưởng cậy trông Chúa bên ta, Chúa ở với ta, Chúa ở trong ta. Amen.